đây vốn là cái khu vực đất và rừng tự nhiên. Tuy nhiên thì thời gian trở lại là một cái hộ dân đã đến đây chặt phá cây rừng và lấn chiếm đất. Hiện tại ở nơi này chỉ còn sót lại vài cái gốc cây rừng tự nhiên đã bị đốt cháy xém bên cạnh những cái cây keo tràm vừa mới được trồng. Những gốc cây rừng tự nhiên còn sót lại ở thửa đất đang trồng cây keo này thuộc lô 7A, khoảnh 4, tiểu khu 595 ở xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải. Vào năm 2008, một hộ gia đình trụ tại xóm mới, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã đốn hạ cây, sàn ủi đất để trồng cây keo. Sau đó, chủ rừng đã phát hiện, lập biên bản, yêu cầu hộ gia đình ngừng hoạt động trên lâm phần rừng phòng hộ. Tuy nhiên, một thời gian sau, cây keo vẫn được trồng phủ kín trên diện tích này. Cái vị trí này, từ năm 2016, chúng tôi đã phát hiện cái hộ gia đình ông Phan Công Chí, có con gái là Phan Thị Hương Trà và con rể là Hồ Bà Tường đã vào phá rừng tự nhiên ở vị trí này. Trong quá trình phát hiện, chúng tôi đã phối hợp với các cái đơn vị, cơ quan chức năng để đề nghị dừng xử lý nghiêm cái hành vi phá rừng tự nhiên và ngăn chặn không để cái đối tượng là tiếp tục chặt phá lấn chiếm trên đất rừng phòng hộ đã giao cho ban quản lý. Và trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng tiếp tục lên tuyên truyền ngăn chặn cái đối tượng này, nhưng đến năm 2023 đối tượng vẫn tiếp tục khai thác và đưa cây vào trồng trên cái vị trí đất thuộc ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông quản lý. Phát hiện việc phá rừng, xâm lấn đất rừng và đã làm việc với hộ dân liên quan cũng như báo cáo với cơ quan chức năng. Thế nhưng rừng vẫn tiếp tục bị phá, đất rừng tiếp tục bị lấn chiếm. Đến nay, hộ gia đình trên đã phá lấn chiếm hơn 6 hectare đất rừng phòng hộ. Đề nghị là ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải là giải quyết bằng phương pháp là hòa giải. Nếu hòa giải không thành thì gửi tờ trình lên Ủy ban nhân dân xã Linh Trường để xử lý. Nếu giải quyết không thành nữa thì đề nghị Ủy ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải là gửi hồ sơ lên tòa án nhân dân huyện Gio Linh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tại tỉnh Quảng Trị, những năm gần đây, tình trạng phá rừng, xâm lấn đất rừng xảy ra ở hầu hết các địa phương. Nếu cơ quan chức năng không quyết liệt trong việc xử lý đối tượng vi phạm để làm gương, thì tình trạng này sẽ còn tiếp diễn với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn.